con đi dở lờ cá mọi người ơi, tôi cũng đến ngày rồi. Thì đi đường xa bụi bặm đầy cỏ cây không à, đặt mấy cái chỗ kia không gài thất thu quá, đi lỗ vốn quá mọi người. Thì đi không có dính gì trơn nên lông không có quay mọi người, dính cũng ít không có nhiều. Nhiều lông mới quay chia sẻ cho mọi người xem. Thì ngày hôm nay lông sẽ đi thăm lờ cá nha mọi người. Thì cũng đến ngày rồi, cũng mấy ngày rồi. Mời cả nhà cùng theo lông đi thăm nha. Đi mọi người ơi. Bị lông, lông đang ở bị này để đựng cá nè mọi người. Bị này để đựng cá để chứa nước vô cho nó dễ thôi chứ. Đó. Qua em mới mua đó nha mọi người. Giờ đi thôi. Theo cái nữa mọi người ơi. Bụi ngon, đường ngon quá. Đặt mấy cá thôi. Có cái bọt của cá sặc mà. Cá sặc, cá rô nữa. Cá quá. Này đang bắt cá này ra luôn nha, cái sạc này cũng to. Đây. Một cái đồng chuột nè. Cá ít quá. Không có mưa nha, có mưa cá chạy nó nhiều. Rồi, Long đặt lại cái này nha mọi người. Rồi xong thăm cái tiếp. Một cái nha mọi người. Đẩy tính bích luôn nè. Có cá không nha. Không nghiêng ở. Ôi, cá phi bự. Cá này mới ngập nha mọi người, có cua luôn rồi cá này. Ồ, cá sặc à. Ui, ui. Dữ không? Cua luôn nè. Cua. Ui, dữ rồi. Ngon à. Cá phi to. Để lông lên lông quay bắt cho cả nhà xem nha. Dữ không? Ui, cá sặc dữ. Giục mấy ngóc này đi. Cá phi này nó ngợp rồi mọi người. Đó. Cá phi này mình chiên chiên tư á. Muối chiên là ngon lắm. Xuống. Này nhiều quá lông bắt từ từ chắc không được đó. Để bắt cua ra trước nha. Cua này khó bắt quá, kẹt lưới nè. Cua bự luôn à. Ở đây luôn. Này chắc lông tháo ra lông chút vô mọi người. Chơi về là bắt lâu lắm.
con cá gồ này khó ra nè. Đây là cái lóc nha. Cá gồ này chắc lòng hộp tài vô bắt quá. Cá gồ. Cái chai vô đặt vào mọi người. Cái này mình cũng đơn giản, mình đặt đâu có cần nồi đâu nha mọi người. Chỏi hai cây bên cho nó căng ra, càng căng càng tốt nha. Còn cái chai này là mình để lên để cho cái nó nổi lên, cá nó dễ thở thôi. Cái giữa này vô. Rồi, đi đặt, giờ lăn đi đặt rồi tiếp tục đi thăm cái tiếp nha mọi người. Khai cái tiếp mọi người. Đặt tay nào. Ui. Trời, có phi ngọt chứ ngài. Ngọt rồi mọi người ơi. Cá phi này nó không nước chảy nó mới sống nè, nước đứng rồi nó dễ ngọt. To à. Ngọt. Mình bỏ vô. Cái sặc này nó đen dữ ta, bự luôn. Cái sặc này im lắm á, về mình nấu canh chua rồi chiên đồ ngon lắm nha mọi người. Bây giờ mình đi đặt là cái này là thăm cái tiếp nha mọi người. Đừng có đặt ở đây cái nè mọi người. Thấy bọt cái sặc không? Lù chắc nè. Không dứng hay gì. Cá gì không? Wow. Cá phì nữa ta. Không cá bự, không cá phì. Có con mà nó quậy cái này nè. Lồng lên lồng, bắt nó ra nha mọi người. Đi mà này khó quá. Đấy. Dạ. Cá này mới dính nè, nó mạnh nè. Trời, sắp chuyển mưa rồi mọi người. Mình khủng được, thăm gầm. Còn nhiều với tưởng ít. Có sạc không nữa. Còn lâu quá.
đi đặt lại cái này nha mọi người. Xíu đi. Đi dài quá gai. Nè, con này lồng có đặt cái này mọi người. Ui. Thấy con gâu không ta? À, có sạc không? Ô. Có sạc nhiều dữ ta. À, có lóc, có chơi, chẳng thấy có sạc không? Thì lòng quay lòng lấy cá nha mọi người. Sạc nhiều quá. Chút rồi phải lấy từ con lâu lắm rồi. Cái sạc to to nha mọi người, nè lờ này thật là gì đó, đâu có cần mọi đâu mọi người, là cá nó tự vô, nó đi đúng cái đường cá nó là đi vô, có cái này nè cần lên cái cá chuồn vô. Giờ này hết cá, cá lớn rồi mọi người, cá lóc đâu không thấy nữa. Hiếm lắm, giờ ít cá lắm. Đi xa thì đặt thì lỗ vốn mấy lần, không có dính nhiều cá nữa. Giờ lòng đi đặt lợn nha mọi người, đi đi thăm thêm cái đó mọi người. Nói chung là xuống giờ thăm rồi cũng được nhiều nè mọi người. Đó. Mấy cá cô phiên hợp. Đó đó. Em cá rô cua không có nhiều cho lắm nhưng mà đủ ăn rồi nha mọi người. Giờ lòng đi thăm mấy cái tép nữa cả nha, lùm ghé lùm gọng mấy con cá này mới được, gọng nó rồi để hồi nó sách nó đi theo chạy đường xa mọi người, thì đường xa nó ngợp nó không có được sống, nó được nhiều rồi mọi người. Bây giờ kiếm chỗ gọng nó rồi đi thăm mấy cái tép nữa mọi người. Rồi đây rồi cảm ơn cái tép mọi người ơi, sao cái lời chú xuống vậy rồi trời ơi, nát nó rồi cả nhà ơi, ăn uống có nhiều gặp cái này hoài tết quá. Giờ lông đặt lại nha mọi người, bữa mắc có mấy cái à. Giờ đặt lại cái này xíu đi thăm cái tiếp nha mọi người, phát hiện cái lợn nó nằm lên trên nữa rồi, không biết có cá không là sao đây, nó bị lâu lên con cá trê nha mọi người, sao mà mình đặt ở ngoài đó mà sao nó nằm lên gì nè mọi người. Bạn tôi ngon quá, đây luôn lên luôn bắt nha mọi người, đặt ở đây toàn đạo tặc thì đâu không. Cái trên cũng không bự lắm, nhỏ nắng chứ.
Cá chê rất là khó bắt nha mọi người. Nạt chứ lắm nó. Bây giờ nó cắn luôn tờ. Quá trời khó bắt thiệt. Mình thẳng thẳng nó nha. Nạt dữ lắm nha mọi người. Này. Cũng chịu ra. Long đặt ở đây con cái nè mọi người. Bữa đặt đây thì người ta dở hoài luôn. Cái này sao? Kìa. Nó chúi lên nữa rồi mọi người. Không biết có dính cá không hay là ai dở lên nữa rồi. Còn thử rồi. Hoài luôn. Rồi. Còn cá chơi nè. Này có cái lóc cá chơi không ta? Chơi này cũng bị rồi. Đây Long lên chảnh rồi, Long quay cho mọi người xem nha. Chơi nè mọi người, đạt lưới luôn. Xè lưới. Nó nạt quá mọi người ơi. Cộng vô nó là nhúc nhích nè. Đó. Theo mọi người, nhảy dữ lắm. Cái chơi này bắt cẩn thận nha mọi người. Cái ngạnh nó ấy là đau lắm á. Bắt con này kỳ công lắm. Cá chê cũ ha. Cá chê trắng. Ừ, gió vừa. Giọt mấy ngon ốc này ra. Gặp cái nghề này cũng hên xui mọi người, bữa dính bữa trúng, có khi bữa mắc lờ luôn, đặt bị mắc hoài bị ta dở người ta coi coi cá người ta lấy ngộ luôn mọi người. Ở đây là vậy đó. Bây giờ Long đi thăm cái tiếp rồi đặt ở cái này nha mọi người. Để vô trong đi là lũi luôn đây nè. Sao túi nữa rồi ta? Chú nhủi nữa rồi dạ. Chú vậy là thường thường có cá lắm nè mà không thấy cái dấu tung dấu gì hết trơn rồi. Rồi cái gì vậy chú? Cái gì ta? Ồ. Mấy con cà phi. Cà phi mà làm ghê. Thì là mình chẳng bắt ra mọi người. Cái sặc nữa. Có mấy con mà nó lôi cái lờ xuống nhỏng lên luôn, tưởng cá bự. Cá phi nha mọi người.
trừ miếng cá sặc nhỏ này lợi làm mồi, cá bự thì lông bắt, để cá sặc cá lóc nó vô nó ăn đó mọi người. Rồi giờ Long đi đặt lại rồi xíu thăm cái tép cho mọi người xem nha. Thôi cái nữa mọi người ơi, em đặt từ cái nữa nè. Ôi ơi ơi, rồi gặp cái dữ nó rồi, sao nó lên trời luôn rồi. Ôi ơi, ngợp mọi người ơi, cày sức luôn. Mất tiêu cây luôn, bỏ ngát nữa rồi mọi người ơi. Quậy quá quậy rồi, cây lông xử lý cái này mọi người. Mất tiêu luôn, cây luôn. Dở lên coi nè, dở lên rồi con cá nó không chịu được, nó thở mỏi lụm luôn. Quá trời. Giờ lông tháo ra đặt lại nha mọi người. Đó, được nhiều nè mọi người. Chơi sặc nhiều. Nãy cá kia lông rộng ở chỗ kia xíu lông không lấy ha mọi người. Giờ đây mát quá, không lẽ ở đây luôn ta. Gió quá trời gió luôn nè mọi người. Cá này. Sớm giờ đi thăm là đủ ăn luôn, dư ăn luôn, cá sặc quá trời. Được mấy cá chê với mấy cá rô phi, không có cá lóc, nhưng mà cá lóc hiếm quá. Đặt lờ này là đặt lông đặt đâu cần mọi đâu, lông đặt là cá nó tự chạy vô nha mọi người. Thì giờ cho Long xin phép kết thúc video tại đây luôn mọi người, để đem mấy cá này về giữ lấy mớ cá nãy rộng thằng kia. Tại đi xa lợi Long sách theo hoài sợ nó ngọt mọi người. Giờ Long cho nó miếng nước vô Long chạy về mới được. Rồi. Long xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người.